Ôi, em xin em Tân xin chào cô chú anh chị em mình ha, lại là em đây, em Tân chở lách Bến Tre ha. Giới thiệu cô chú anh chị em mình vài con xe ha, xe mạnh cho anh em mình luôn ha. Giảm từ 500k ha, hôm nay là sinh ba ngày 31 tháng 12 sinh nhật của vợ mình ha. Giảm giảm mạnh cho anh em luôn ha, giảm từ 500k một xe ha. Rồi, Leader giá 6 triệu giảm còn 5 giảm 500k, còn 5 triệu rưỡi anh em ơi. Elizabeth 3 triệu 2 giảm tiếp 500k còn 2 triệu 700k. Rồi riêng con này rồi thôi để giới thiệu sao đi, rồi giới thiệu anh em mấy con ghim ha. Ghim ghim Long Xin Đa Liêm bánh mâm bánh căm có đủ anh em ha, anh em cần chở đồ thì alo ha. Duy nhất bữa nay anh em ơi, duy nhất bữa nay sale 500k giảm 500k cho anh em mình ha. Rồi xe rim Đa Liêm bánh mâm với đầy đủ bình đệ, đầy đủ máy em ru sườn đẹp chắc không một ngọt anh em ơi, sườn còn mới ha, sơn bọng ngon lành ha, máy chạy nghiêm chỉnh em ru ha, biển số em mốt F7 ha. Rồi xe này em đang bán là 5 triệu 500 ngàn, hôm nay sale tiếp cho anh em mình 500 ngàn là còn 5 triệu anh em ơi. Rồi con này 5 triệu 7 sale còn 5 triệu 2. Rồi rồi con Gimbot mới nhập đội luôn, con này đang bán giá 4 triệu 200 ngàn, rồi sale tiếp cho anh em mình 500 là còn 3 triệu 7 ha. Anh em nhanh tay mua bữa nay ha, nay nhân dịp ngày 31 tháng 12 sinh nhật vợ mình sale mạnh ha. Rồi anh em con này là 4 triệu 2 giờ sale mạnh còn 3 triệu 700 ngàn Rimbot Long Xin nha. Rồi bánh mâm nha, bình đề giấy tờ đầy đủ nha anh em, bình đề giấy tờ đầy đủ nha, một cái nào động tốt ha, áo mới thay luôn nha anh em đó. Rồi tiếp là con ghim Mod Long Xin này ha, con này bánh bánh căm ha, con này cùm mới ha, bao tay mới, áo mới, đường điện bình mỏng máy móc mới làm con lành, bình đề nghiêm chỉnh ha, giấy tờ đầy đủ ha, con này đang bán 4 triệu ha. Rồi sale tiếp cho anh em mình 500 ngàn là còn 3 triệu 500 ngàn ha, duy nhất hôm nay nha anh em. Rồi cấp 70, cúp 70 Vinh nguyên con bán 6 triệu 500 ngàn, sale tiếp cho anh em mình còn 6 triệu ha. Rồi con này thì que A bụng rộng mới ha, 4 triệu 200 ngàn bánh mâm ha, mình để đầy đủ ha, bán 4 triệu 2 giờ sale tiếp ha, 500 thì còn 3 triệu 7 nha anh em. Rồi con này thì 2 triệu 800 ngàn anh em ơi, sale tiếp vẫn tiếp, sale tiếp 500 anh em ơi. Rồi City cũng vậy luôn nha, thì 7 triệu rưỡi vẫn sale luôn anh em, bớt tiếp này 500 ha. Rồi con quay A này cũng vậy luôn anh em, con nào là cũng tất cả xe anh em đều sale hết cho anh em ha. Hôm nay nhân dịp 31 tháng 12 sinh nhật vợ mình ha, sale mạnh cho anh em mình luôn ha. Anh em mình chơi được thì alo em liền nha. Số lượng có trong chỉ áp dụng ngày hôm nay nha anh em. Chỉ áp dụng trong ngày hôm nay thôi nha. Rồi anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em nha, 034 685 4213. Địa chỉ em ở Long Thới Chợ Lách Bến Tre ha. Rồi anh em quan tâm con nào thì liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo em á, số đó có Zalo anh em, thì em quay chi tiết báo báo chi tiết cho anh em ha, anh em muốn coi tình trạng xe hay chi tiết thế nào thì em báo anh em ha. Rồi cái con này thì Đa Liêm nha anh em, đó Đa Liêm ha, máy móc rồi nguyên zin anh em ơi, máy im cực kỳ đúng ha, Đa Liêm máy móc nguyên zin im cực kỳ đó, anh em quan tâm thì mình chơi con này, muốn chơi này chơi ha, máy gì ha, sườn bọng cứng nha anh em, không có dấu hiệu mục mọt hay xét gì nha, sườn đẹp nha, sườn đẹp có lâu ngày nước sơn xuống màu theo năm tháng rồi ha, sơn bọng còn đẹp nghiêm chỉnh ha. Xe này về là chạy liền anh em, không phải dọn gì hết ha, bánh mâm 53 cây ha, bô thì bô VD nha, buộc buộc đẹp ha, bô VD nha, bô VD sáng bóng anh em ơi, đồ theo xe cũng còn ha. Rồi chiếc ghim này thì con này thì mới dọn em ơi, khách cũng mới dọn ha. Rồi con này là dán tem bót máy Long Xin anh em ha, máy là nguyên zin ha, máy đẹp khô ráo im mạnh bốc không chảy nhớt gì hết ha, máy lịch sử này, biển số 41 F4 ha. Đó. Siêu mạnh luôn em ơi. Đó, anh em nào chơi được chơi ha. Rồi tới là con ghim này ha, ghim này cũng đẹp sạch sẽ liền lạc anh em ơi, chỗ mấy lặt vặt chút đỉnh nào anh em không dễ thì em hỗ trợ em làm giùm cho anh em ha, sao hết ha.
Tại vì xe đâu phải lúc nào mua về vừa theo ý mình hết đâu, phải xe trong hãng mua dẫn ra còn phải làm này làm kia mà anh em. Cho nên những cái xe cũ này anh em không giữ cái nào thì mình cứ việc bổ sung làm thiếu nói cái đấy thôi ha. Rồi đặc biệt con này thì đẹp lắm nha anh em, cái mười này cái tem zin của cái sườn nó còn luôn nha anh em, sơn zin theo xe cực kỳ đẹp nha. Nhìn sơ quá anh em nào mà nhìn không kỹ là nói xe có sơn lại không anh em, tại vì sơn nó còn quá đẹp quá sáng anh em. Sơn zin theo xe đẹp cực kỳ anh em. Đó, đồ zin theo xe còn nhiều lắm nha. Xe này có giá có vài triệu thôi, như sực ai mà nhưng mà đồ còn chất lượng lắm nha anh em. Xứng đáng với đồng tiền lắm nha anh em, xứng đáng đồng tiền bát gạo của xe luôn anh em ơi. Đó anh em nào mà đam mê cái xe dòng xe này thì chơi xe này xứng đáng lắm nha. Giá chỉ có 6 triệu mấy thôi mà giờ sale nó còn 6 triệu anh em ơi. Giá quá hợp lý cho anh em mình chơi vậy ha. Đó, đồ zin theo xe, xe này là gắn đồ zin nha anh em, không gắn đồ lô ha, chỉ có thay đồ vô cũng thay đồ zin không có thay lô ha. Đó, 6 triệu rưỡi mà hôm nay sinh nhật vợ mình sale còn 6 triệu anh em ơi. Rồi cảm ơn em, chúc anh em đón một năm mới Tết Tây thật là vui vẻ ha, anh em mua bán đắt kèo ha, chúc cô chú bác mình gần xa năm mới thật nhiều sức khỏe ha, sức khỏe dồi dào làm ăn phát tài anh em ơi. Anh em mua bán thật đắt kèo luôn nha. Rồi cảm ơn anh em ha, anh em mà quan tâm thì liên hệ em nha. Địa chỉ em ở Long Thới Chợ Lách Bến Tre nha anh em, ở gần cầu Cái Gà nha. Đây địa chỉ em ở đây gần cầu Cái Gà, đây cầu Cái Gà đây là tới tiệm liền ha. Rồi cảm ơn anh em.